Tôi chưa về mẹ. Chưa, bây giờ ba trộn lên, ba vắt chanh đi. Ồ, thơm. Trộn vắt chanh lên. Mà mặt đúng rồi. Wow, hôm nay ăn gì sang quá ta. Hôm nay Bát ăn đĩa đang là... phong cách mới để coi ăn có ngon miệng hơn không nha. Nhìn đẹp mắt rồi đó. Hài Nhìn lòng rồi đó. thì hài lòng rồi đó mà không biết ăn có ngon miệng hay không. Mẹ ăn Wow, mẹ ăn bún bữa thịt nay có ăn nướng. không nướng không? Ba ăn Ăn phở phở, đặc biệt. uống rượu ba. Con thì Cơm ăn phở và cơm chiên. chiên hả? Ồ, ba thích cơm chiên ở đây là cái nhìn hấp dẫn quá. Thấy không, ba thấy không, khi mà mình làm nó Mời đẹp mắt hơn, chắc ăn chắc nó ngon miệng hơn mời ha. nha, mời Bella nha. Cùng ly vô. Cùng đi vô. Wow. Ba uống rượu, mẹ uống Rượu, rượu, cocktail. cocktail. Ăn mừng, ăn mừng bằng ăn mới. Wow, nguyên một chai này là của ba hả? Gần Ok. hết rồi đó, còn Nhanh mừng. còn mấy chai kia em chưa khui. Thank you, mẹ yêu. Uống hết chai đó đi, Thank you, hấp vợ dẫn yêu. không, Hấp hấp dẫn dẫn, không. quá hấp dẫn. Nhanh Nêm mừng. vào, nêm vào baby. Đó, cái dĩa ăn bún của vợ hấp dẫn chưa? Đó, Ngon thiệt. cái chén ăn phở của con cũng độc chiêu chưa? Không biết Dạ. nó ngon không mà Bella nó ăn nhiệt tình quá trời ơi, Dạ, thương nó ngon rồi quá Bella. à. Thấy mẹ giỏi chưa? Hấp dẫn chưa daddy? Không uổng công, không uổng công bỏ 1 tiếng đồng hồ đi mua ha. Rất là hấp dẫn. Ăn nó sẽ ngon miệng hơn. Bella, mai mốt con lớn con lấy chồng á là khi mà con dọn bàn ăn cho chồng là con phải làm đẹp giống má mi vậy nha. Con đồng ý không? Trả lời má mi đi. You guys kidding me, but I'm not getting married. Để coi nha, để coi nó nói nó không kết hôn nha. Hồi xưa mẹ cũng nói vậy mà không kết hôn, lúc mà mẹ có đứa Dạ, ba nữa. yeah. Có thấy mẹ thấy trai cái mẹ tôm tướp à, đúng không? Mẹ nói vậy tới lúc mẹ thấy trai cái nó khác liền à. Ngon miệng không hơn đây không daddy? Về với mẹ. Nhắm mình. Nhắm mình.